Dạ. À, còn em nghe tới cái đoạn video thì nói là bé lớn, bé gái lớn này nói là về thấy mẹ với người nhân tình rồi, chằn chuồng có không con? Có. Con thấy sao, con có thể kể cho bà con mình biết nha. Con đi xong con bán số á, sao mẹ vô số con đi xong con bán, có thấy hai chồng ở đóng cửa chưa, hai chồng ở chuồng nha, con nhìn á. Là người đó là mẹ ruột của con phải không? Ừ. Tại đâu con, tại phòng trọ này hả? Không. Tại phòng trọ này hả? Không. Người lạch đó. Chỉ biết đi làm thôi. Em biết, chỉ biết đi làm thôi, kiếm tiền thôi anh. Nhưng mà có lần nào anh tận mắt anh thấy là không có bắt gặp là không, bây giờ chị không có bắt gặp mà nhỏ này thấy nói con nói thiệt hả cha, nói thiệt luôn, cái con nói thiệt đưa nguyên cọc cái số, còn nhỏ này nói mà tích sao mà hồi nào giờ đi bán số phải không mà chưa có đi đưa mà nguyên cọc cái số kiểu đó, chưa có đưa nguyên cọc cái số cái đó, nhỏ này biết đó ý chụp ngang nhỏ này cái nó nói cái sao mà mẹ đưa nguyên cọc cái số dữ giọng nít mà về nó gần nó thấy trơn nó nói. Dạ, lời nói đầu tiên cho Chọc xin gửi lời chào đến quý ông bà của chú anh chị, và hiện tại Chọc đang có mặt ở Chi Tôn của tỉnh An Giang, nơi mà một người người hai người người cha dượng để mà nuôi hai người con của vợ đó quý ông bà của anh chị. Thì khi mà người ở chung với người chồng thì người vợ cũng đã tỏ tí te với nhân tình, thì người con gái lớn 12 13 tuổi cũng đã thấy, thì lúc đó hô hào lên á chị, thì bị người mẹ đối xử rất là tệ. Thì hiện tại hai bé này vẫn còn ở chung với người ba dượng ha quý bà. Thì câu chuyện này như thế nào thì Chọc sẽ mời tất cả quý bà của chúng chị mình hãy đi vào bên trong vẫy nhà trọ để tìm hiểu thêm đây là có câu chuyện nó thật hay không, rất là ly kỳ và hấp dẫn. Và em mời quý bà của chị hãy đi vào bên trong tìm hiểu thêm cùng em ạ. Rồi chào mừng tất cả quý cô chú anh chị đang đến với kênh của tất cả của mấy anh em của tụi em. Thì hôm nay là mấy anh em thì cũng từ ở trên Sài Gòn xuống tặng Chi Tôn để mà chia sẻ cho quý cô chú và anh chị về một cái hoàn cảnh. Trước màn hình của cô chú anh chị đây là hoàn cảnh của bốn cha con, là qua cái câu chuyện mà ở mấy anh em ở ngày hôm kia thì cũng đã đăng tải cái đoạn video lên. Thì hôm nay là mấy anh em cũng xuống để cũng như là quay thực tế cho cô chú anh chị mình xem. Và bên cạnh đó thì ở đây thì em cũng chia sẻ với anh Ngỗng. Dạ. Thì em cũng đã liên hệ là cái người con gái lớn của chị Thanh, là vợ của anh đó. Dạ. Thì cũng nhờ mấy anh em đến đây để mà xác minh lại cái câu chuyện của mấy cha con của anh và vợ của anh. Dạ. Thì hôm nay là tụi em từ ở trên Sài Gòn xuống. Dạ. Thì ở đây thì tụi em cũng đã đi xác minh một số bà con ở hàng xóm, người ta cũng đã nói những cái câu chuyện bên cạnh mà anh đăng tải những cái video mà anh đã lên chương trình đó. Dạ. Thì có những cái câu chuyện là nói chung là nó không có đúng sự thật. Thì hôm nay là mấy anh em cũng đến đây cũng như là trực tiếp gặp anh. Dạ. Để mà cho anh chia sẻ bày tỏ về cái câu chuyện của mình. Dạ. Thì trước hết thì anh có thể là gửi một lời chào gì đó đến cộng đồng ha. Dạ. Dạ. Anh tên gì anh? Em tên Ngỗng. Tên Ngỗng ha. Dạ. Anh có bao nhiêu người con? Dạ tỷ có thằng này không, mà tỷ hai đứa này thì con riêng. Hai bé lớn này là con riêng của vợ. Dạ. À còn anh với chị là sống chung được bé này hả? Bé này với nhỏ gái, nhỏ gái kia đi tu rồi. À mình thuê phòng trọ ở đây lâu chưa anh? Dạ cũng lâu rồi anh. Lâu rồi hả? Dạ. Rồi công việc của anh làm gì? Làm hồ. Làm hồ. Dạ. Anh với chị chia tay lâu chưa? Cũng lúc mà bán số tới giờ đi theo người ta cũng cỡ 3 tháng rồi anh. Là vợ anh là đi theo người ta. Dạ. À còn em nghe tới cái đoạn video thì nói là bé lớn, bé gái lớn này nói là về thấy mẹ với người nhân tình rồi, chằn chuồng có không con? Có. Con thấy sao, con có thể kể cho bà con mình biết nha. Con đi xong con bán số á, sao mẹ vô số con đi xong con bán, có thấy hai chồng ở đóng cửa chưa, hai chồng ở chuồng nha, con nhìn á. Là người đó là mẹ ruột của con phải không? Dạ. Ừ. Tại đâu con, tại phòng trọ này hả? Không. Tại phòng trọ này hả? Không. Chứ bị lạch đó. Là tại một cái phòng trọ mới hay là nhậu? Cái đó là ở đâu anh, bé nói là ở nhà nào? Ở trong lò gạch. Lò gạch là phòng trọ khác hay sao? Không phải, ở nhà kia. Mà vậy ta không dám chấp nhận mà dư lị đi luôn rồi, mà em đối người ta luôn mà vậy ta không dám chấp nhận. Vậy ta mới đuổi hai đứa đi luôn. Đó. Rồi em bẫy vô chồng em tìm đó, rồi em cũng vẫn là có đi đám cưới luôn, mà vô chồng bà chị bà cũng biết. Ủa mà chị chưa giờ chị không có biết được cái gì hết trơn á, chị ruột thằng đó nói
đó. Rồi. Mà em bây giờ vợ đó em đó. Nhiều khi khi dẫn nhỏ này đi nè, mà nhỏ này thấy mà kể em nghe mà em về giấc chưa, em có miếng em không có miếng giấc đồ ăn em ăn luôn á anh. Nói chung cái câu chuyện của anh Ngỗng khi mà được đăng tải lên trên mạng xã hội thì được rất là nhiều cái sự quan tâm của quý cộng đồng. Em tức anh lên. À, lúc đó là bé lớn này gì nói anh nghe thôi chứ anh chưa tận mắt thấy là thấy chỉ biết đi làm thôi. Em biết đi làm thôi, kiếm tiền thôi anh. Nhưng mà có lần nào anh tận mắt anh thấy là không có bắt gặp là không bây giờ chỉ không có bắt gặp mà nhỏ này thấy nói con nói thiệt á cha, nói thiệt luôn á, con nói thiệt đưa nguyên cọc cái số còn nhỏ này nói mà cách sao mà hồi nào giờ đi bán cái số không mà chưa có đi đưa mà nguyên cọc cái số kiểu đó, chưa có đưa nguyên cọc cái số cái đó. Nhỏ này biết có ý cái như chụp ngang nhỏ này cái nó nói cái sao mà mẹ đưa nguyên cọc cái số vậy, giọng nít mà về nó gình nó thấy cho nó nói. Rồi lúc đó chị bán giấy số về anh có hỏi chị không? Hỏi cái sao mà em bán tới bây giờ 10 giờ mấy vậy em? Rồi cái điện thoại của bắp đập vô tường, nó chụp ngang nói cái sao mà cái hỏi tôi hoài. Đó. Thì tính ra là hai bé này là gọi anh là cha dượng hả? Dạ, đúng. À, cha dượng ha. Rồi cho chú hỏi con tên gì? Dạ, cho con. Cho con thì hôm qua hôm kia gì chú xem có một cái clip đồng nghiệp của chú dạ. Đăng tải lên con nói là bà ngoại con đánh chị đúng không? Dạ. Là đánh là chị bị khùng luôn hay sao? Dạ. Con sao con biết? Con biết á. Con có thấy không? Thấy luôn. Bà ngoại đánh nhiều không? Nhiều. Nhưng mà sao con biết là bà ngoại tác động với người chị của con mà đánh bị thần kinh? Dạ con ở nhà ngoại luôn á. Con tên gì? Nhấu Hiền. Con tên Hiền ha. Rồi đây là chó con, rồi bé này tên gì? Út Mót. Út Mót. Đó. Út Mót là làm như Hiền vậy ta? Mót cháu già đó. Nói, nó mới nói. Không nói chuyện thôi. Anh hỏi sao đó, Rồi con gái lớn là thấy rồi, con trai con có thấy mẹ đưa nhân tình về mà con có bắt gặp lần nào chưa? Thì có, mẹ ba con dẫn con đi mà con không thấy. Là sao? Là ba con đi dẫn con đi cái mẹ không thấy. Rồi con có một đoạn chú có nghe đó là con nói là con nhờ anh cô chú trên cộng đồng mạng cho dạ. Tiền con đi tìm mẹ. Dạ. Nhưng mà con tìm mẹ như thế nào? Dạ con nghe tới cộng 6 nè. Ừ. Mê luôn. Ừ. Không thấy luôn. Ừ. Con ra tới cầu đó con tìm luôn. Dạ. Mẹ con hiện giờ con biết mẹ con ở đâu không? Không. Mẹ con trên Sài Gòn. Ừ. Ừ. Từ lúc là chị bỏ đi tới giờ là không có liên lạc luôn ha. Không liên lạc luôn anh. Em nói thiệt. Tính thời điểm này là bây giờ mình đi theo ai á, bất kỳ hay cái gì mình phải là liên lạc á, bây giờ sống với ai cũng vậy, bây giờ ghét em cũng vậy, mà tỷ cái gì cũng vậy, vợ chồng mà mình hãy điện về con hả, hỏi cái gì chút xíu. Đó. Còn này không liên lạc luôn mà nhớ số chứ không phải không nhớ đâu anh, em nói thiệt. Mà đẻ ra tỷ như tỷ em là cha dượng mà trở lại đúng ra nè tỷ em phải nuôi. Chà, mẹ đẻ ra mà tỷ như anh suy nghĩ đi, mẹ đẻ ra phải biết đau chứ. Đau còn hơn mình mấy cấp trăm lần nữa. Nó mà đánh hạ bỏ. Mà em mằng á tỷ giấc chưa. Rồi mấy đứa nhỏ nói mẹ đi bỏ rồi nó khóc, em chạy về em xin ta nghỉ nửa buổi về ôm con nè tỷ nó khóc. Rồi chị đi, chị có gom cái gì có giá trị trong phòng trọ mình không? Dạ không, chỉ là lấy đồ thôi anh. Lấy đồ thôi ha. Dạ. Rồi đi có nói nhắn nhủ gì anh một lần nào không? Dạ không có. Không có luôn, âm dạ, thầm đi luôn. Em đi mằng. Em đi mằng. Chỉ em đi biết đi mằng thôi anh. Ừ. Bây giờ chỉ là cha dượng mà trở lại mà nuôi mà cái này em nói thiệt. Đó. Quá tặng không? Em nói thiệt, cái cuộc đời của em là thằng ngỗng. Em nói thiệt. Không, em nói thiệt với anh. Chứ đúng ra tỷ này em đài mấy đứa này đi bán số hả, cái này cái kia. Mà còn tỷ này không bao giờ, còn vợ em á, cơm nước em lo tới họng tới ấy hết trơn. Em dưng đi luôn, đồ đạc không có giặt luôn. Hỏi anh chị đây nè rõ ràng. Em có thể hỏi hết. Phòng trọ này ở đây mình thuê lâu chưa anh? Dạ cũng lâu rồi anh. Lâu là khoảng bao nhiêu? 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ. Khi mà từ lúc mà anh với chị lấy nhau có mình có tác động đến vợ mình chưa? Dạ cái đó nè, em tỷ hồi nào giờ chưa có đánh vợ mà chỉ là nhiều khi vợ á nó làm chịch em chẳng biết chứ hả, không biết đâu mà tha thứ lần này nữa là lần thứ hai đó anh.
nói anh lần đầu là bị gì anh? Thì nó tỷ như sống em tỷ hồi đó em là em ở xã Hảo nó rồi lên ảnh là cũng như là hồi đó người ta làm mai làm mối nó rồi xuống làm một hai mâm rồi thấy em như vậy rồi đi bỏ em rồi tỷ rồi đi theo người ta nữa. Dạ lần đầu tiên đi, lần này nữa lần thứ hai. Dạ lần thứ hai. Còn cái tỷ em hồi đó là còn con trai xuống hỏi đàng hoàng nó, còn cái tỷ nó đời của nó là đời này cũng như là gặp em nữa là đời thứ ba nó, em cũng chấp nhận đàng hoàng rồi nuôi thằng này lúc mà trên thành phố là bằng cỡ thằng này, em cũng vẫn nuôi mà vợ lên trển cũng là không cho mặn luôn. Em thiệt thương vợ này thương cỡ đó luôn đó anh, em nói thiệt. Vậy là anh chắc bảo đảm rằng là từ trước tới giờ ở với chị là anh chưa có tác động gì đến chị đúng không? Dạ. Chưa có lần nào mà sưng con mắt hay là bầm mặt được không? Dạ. Ừ. Em nói thiệt. Thì hôm nay á là mấy anh em đến đây thì nói chung là dạ, câu chuyện của anh đã chia sẻ ở trên kênh của mấy đồng nghiệp xong dạ, rồi. Dạ, em nói thiệt. Thì cô chú anh chị là nghe về cái câu chuyện của anh. Dạ. Ở đây là mấy anh em xuống đây là cái vấn đề là dạ, bên phía là bên vợ của anh. Dạ. Là có liên hệ với mấy anh em là nói là anh cái câu chuyện của anh là không đúng sự thật. Đó là mấy anh em muốn là đi xác minh lại coi cái dạ, chuyện nó như thế nào. Nói chung là mình là người đàn ông dạ, và bây giờ mình đã sẵn sàng mình chăm lo cho các con của vợ mình là con dạ, gọi là cha dượng đó dạ. Nếu mà mình đã có cái tấm lòng bao dung dạ, thì mình có sao mình nói vậy. Nếu dạ, mình lúc trước đó mình có cái gì đó giống như là hai vợ chồng lúc nào cũng vậy dạ, phải có lời qua tiếng lại trong cuộc sống mà vợ chồng phải có cự cãi dạ, này kia thì nếu mà mình có tác động thì mình nói mình có tác động dạ có là không mà chỉ những nào em nói có là em có ừ, còn nào nói không là không. Em nói thiệt tại vì mấy anh em cũng muốn là khi mà Mạnh Thường Quân người ta gửi tiền về hay là gửi dạ, một cái tình cảm gì về dạ, cho gia đình của mình là phải đúng người đúng việc dạ. Đó, em nói thiệt tự thật của em là tấm lòng của em luôn, em nói thiệt luôn, em nói thiệt cái là ngày một lần thứ hai. Quê gốc của mình là ở đâu anh Công? Quê gốc của em thì ở ngoài Long Châu Chùa Láng. Là ở đâu? Ở ngoài chùa An Giang luôn. Rồi em vô rồi em nhập hộ khẩu xã Hảo. Đây, là anh em hỏi lại là anh với cái chị đó với có một bé con này đúng không? Dạ. Với thêm một bé hiện tại đang là đi tu hả? Nó đi tu rồi. À, còn hai bé này là con riêng của vợ. Dạ đúng. À, em vẫn nuôi được. Em nói thiệt nó. Em không có thách thủi gì. Mình có đôi lần nào mình bắt gặp mà chị vợ anh á với một cái nhân tình nào đó thì lúc đó là anh cũng có đi tìm hoặc là muốn đi nói chuyện gì không chưa? Em thiệt anh ơi, tại bây giờ bắt gặp như vậy không phải mà cái được cái hành động hả cái này cái kia em còn suy nghĩ là con em nữa. Bây giờ tỷ em làm như vậy đó chỉ kêu ra em nói chuyện thôi, em làm như vậy đó rồi gặp như người ta rồi bỏ con hả bỏ cái còn anh không nóng, còn em mới tỷ làm như vậy là em chặt ham đúng chỉ nói vậy thôi rồi xong em chỉ nói vậy thôi cái tấm lòng của em nói vậy thôi. Còn cái tỷ em đi thì bỏ con lại cho anh nuôi, không phải con anh á thì anh cũng vẫn nuôi, nói em nuôi tới giờ em nói thiệt tấm lòng của em thử thật. Em nói thiệt luôn là, em nói thiệt có nghĩa là chỉ đi là chỉ để hai người con riêng lại là cho anh nuôi luôn, anh cũng vẫn nuôi luôn đúng không? Vẫn nuôi anh, hơi thở cuối cùng của tỷ em mà chị không nổi không có bắt không đầu dành nuôi một bé nào hả? Không có gì luôn, đi mà tỷ mà không có nói gì chứ. Em nói thiệt cho hôm mà mẹ cho con em hỏi bé này cái hôm anh bữa mà hỏi. Mẹ đi đó là có mấy con ở nhà không? Dạ có. Mẹ có nói gì con không trước khi đi không? Dạ mẹ nó nói là mấy đứa này nói là ngồi ba vợ nói là mẹ đi bán số nha mày nói gì đó rồi con vợ nói với ba mẹ mẹ thành đồ đi rồi ba ơi còn mẹ rồi ba giờ ba dĩ mua bổ ba đi kiếm mà không thấy. Mẹ nói là nói với con là ở nhà đi mẹ đi bán số xong dạ, đi luôn. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay ước 13, mới 12 tuổi. Còn chị con? Thì con năm nay ước 14. 13, 14 ha. Còn bé nhỏ nhất? Dạ, tốt với em con 6 tuổi. Thì em con mới 5 tuổi rồi. 5 tuổi. Rồi mấy con có đi học hành gì chưa? Không. Có đó anh không có tiền đâu anh ơi. Rồi con, hai con nè, chú hỏi nè. Có đôi lời nào nhắn với mẹ con không? Tại vì chú nghe cái đoạn mà con nói con đi tìm mẹ đó. Bây dạ, giờ con muốn đi tìm không? Chú chở đi lên Sài Gòn tìm nè. Muốn. Thiệt không? Con còn thương mẹ không? Còn. Còn nha. Thì con có đôi lời nào con nhắn nhủ với mẹ không? À, mẹ ơi, mẹ đừng có vợ nữa. Mẹ vợ với con đi. Mẹ vợ với con đi ha. Dạ. Mà theo như chú tìm hiểu đó
là bên ngoại con á là có vấn đề bị cái này nè. Dạ. À, đúng không? Dạ. Là cho nên là khi mà con nhỏ tuổi có sao con nói vậy, chứ không bao giờ, đừng bao giờ mà con lên trên mạng mà con nói là bà ngoại mà tác động với chị con bị bệnh. Dạ. Hiểu không? Dạ. Ừ, cái đó con mình tại vì mình chưa có biết được cho nên mình đừng khẳng định nha con. Dạ. Ừ, mình nít mình có sao mình nói. Dạ. Vậy nha. Ừ. Thì bây giờ mà hồi đó giờ con biết chữ không? Không. Không có chữ luôn. Bây giờ ví dụ mà có cô nào muốn cho con đi học, con đi học không? Có. Bé là rất là lành ha. Ừ. Lành không? Vậy là con vẫn muốn đi học. Dạ. Rồi con có muốn đi học không? Có luôn ha. Tại đó giờ con không có đi học lần nào chưa? Không. Rồi là... con có muốn đi học không? Cũng mốt. Bé mốt có muốn đi học không? Út mốt. Ốc lộn cái gì vậy? Út mốt, út lộn. Ngồi đang quạt mấy ơi. Ngồi đang quạt mấy chú quay. Rồi một ngày anh đi làm hồ là 200 mấy? Là 200 mấy anh? 220 anh. 220 mà tiền trọ này mình tháng mình đóng bao nhiêu? Tiền nước tiền điện luôn là chạy ra một triệu ba. Rồi ăn uống nữa rồi hết luôn rồi. Thì em mới tỷ được nhiêu thì tỷ lên năn nỉ người ta, nói chị ơi thì cho em đóng 1 tỷ 500-600 gì đó, còn nhiêu em lo cho con em. Dạ em có thể giống dụ như giờ như em thí dụ gì đi, ví dụ như chị Thanh mà có về mà lại với anh thì anh có chấp nhận không? Em tha thứ hết trơn, lần thứ hai em chấp nhận hết trơn, tại vì muốn về nè để là chung vui rảnh lo cho con. Nói chung là anh có không có giận vợ ha. Em nói thiệt luôn á, em nói mặn ở đây để thử thật của em thiệt, em cứ điện lại rồi anh cứ hỏi em. Nói thiệt tấm lòng của em nói thiệt, nói thẳng luôn, em nói thiệt, nói thẳng luôn. Tốt quá. Nói chung là anh không, em nói thiệt, điện mấy anh lại rồi mấy anh cứ hỏi rồi tỷ, rồi lúc mà chừng nào mà sống chết em cũng vậy luôn. Nói thiệt, em nói thiệt cái tấm lòng của em luôn anh. Em nói thiệt, em muốn kiếm vợ em về lắm. Sống với người ta, nhiều khi sống với người ta mà tỷ vì ta không biết để thương vợ mình đâu. Em nói thiệt luôn á. Tại vì khi mà chị Thanh với lại con gái lớn á cũng có liên hệ với anh em là trong cái đoạn video thì khi mà anh chia sẻ đó. Dạ. Có những cái điều là không có đúng, là cái vấn đề mà trong thời gian chung sống là anh có tác động vợ đó. Chị nói là anh có tác động chỉ là mặt mày sưng hết, là hàng xóm người ta chứng kiến luôn. Vấn đề đó thì ở đây anh em muốn hỏi anh là có hay không thôi, chứ anh em cũng đã đi xác minh rồi. Dạ tỷ em không có, em nói thiệt, em lúc mà em sống này tới giờ này không có hỏi cái bà chị này đi. Em nói thiệt. Cái vấn đề tác động này là khi mà anh còn ở dưới nhà bên mẹ vợ á. Không, ở trong kia, xong rồi mới chị mới đi ra. Ở với trong với thằng kia nữa. Em nói thiệt. Ờ, khẳng định là có nghĩa là từ trước tới giờ là anh có tác động sưng con mắt với chị không, vợ anh không? Không có. Là không ha. Dạ. Nói thiệt, nói thêm, em nói thiệt, nhiều khi nói thiệt thì, chị thì, xem thì, chết chịu nữa. Ngày mai thì chị Thanh sẽ về đây. Để rồi cho hai vợ chồng gặp nhau. Dạ. Để mà nó nói chuyện lại. Dạ. Ba bọc một lời luôn. Coi như là anh hiện nay là anh vẫn muốn tha thứ cho vợ để vợ về. Dạ. Cùng với anh với con ha. Dạ. Chăm sóc cho con. Thì khi mà có rất là nhiều anh em đã đăng, có anh. Dạ. Nào đã đăng tải cái video đó thì dạ, rất là nhiều bình luận. Em nói thiệt. Người ta nói rằng là đây anh á lấy cha dượng mà cho bé này ở chung anh á, thì có những cái bình luận anh có đọc không? Thì có những cái bình luận mà trái chiều nói là ba dượng mà con bé này là 12-13 tuổi đúng không? Dạ. Đó là người ta nghi ngờ giống như này nọ đó. Không có, nói thiệt, cuộc đời tụi em đâu phải mà để như vậy đâu anh. Đâu phải, không có cuộc đời tụi em mới thiệt. Chứ em mới tỷ là không khi nào vậy anh. Ừ. Anh nói ra này em nhận biết, em nói thiệt. Tại vì những cái bình luận bà con người ta cũng nói chung cái chiều á. Chị cái gì á thì trong cái vấn đề mà trong xã hội hiện nay, cái vấn đề mà trai em biết, em biết thì nó rất là nhiều cái vấn đề. Dạ em biết. Nó là cái cuộc đời của em này rảnh thành là chết bỏ như cái con thú vật nó cũng vậy anh à. Em nói thiệt. Hồi chiều là nghe nói là bé này là từ nhỏ tới lớn là bé hơi cờ cờ đúng không? Nó bị một bẩm sinh anh. Ừ. Em nói thiệt luôn. Mà em vẫn chấp nhận, em vẫn nuôi. Hình như là cha bé này cũng bị khờ mà mẹ bên mẹ cũng bị khờ. Thì vợ em cũng vậy luôn, thiệt em nói thiệt sẵn câu luôn, em nói thiệt. Đó. Rồi nó thiếu người ta, em cũng đứng với em trả luôn. Trả rồi góp rồi trả rồi. Rồi bây giờ nó hỏi bây giờ giấy chứng minh gì ta cầm luôn mà tỷ em cũng chẳng quen biết gì. Đó. Bây giờ nó về, bây giờ tỷ nó cũng vẫn thiếu nợ người ta nữa đó. Rồi giấy chứng minh nó bây giờ ta đưa xuống tới với ông Xiên chứ. Đó. Mà em đứng ra tỷ trong ý cái người đó người ta nói á, mày không cần trả, con vợ mày đi mà không có nói tiếng gì mà trở lại hỏi tiền tao mà trở lại mà giấy chứng minh này tao cầm là tao đưa xuống tới Đông Xuyên với nữa, vợ mày về đây. Đó, em nói thiệt, hỏi tiền tao mà đi theo thằng kia
em nói thiệt luôn đó. Rồi người người đó trẻ tuổi không? Thì cái người cũng không không trẻ bằng em đâu, cái người kia lớn lớn em chút đó, mà không có không có mặn gì hết trơn á, thảnh thà là cho mua đồ ăn vô chổng á, là cho là lo cho thằng kia đó. Rồi nhỏ này về kể nó cha ơi, rồi dần sáng 10.000 á con cũng không có nữa, mà cho nhỏ kia mà không con nhỏ này đó. Đi đầu tiên nó dắt nhỏ này đi. Ngày mai thì chị Hanh sẽ về đây để cho gặp lại mấy con. Em nói thiệt. Anh Ngỗng cũng như là gặp lại mấy đứa con để mà có chuyện vợ chồng nói chuyện với nhau. Để mà coi coi. Mà trước khi quay á, mà nó về á, mà tỷ trong ý á, là tỷ mấy anh cũng giúp đỡ em. Hỏi cái nhiều khi á, là cái tấm lòng chỗ nó á, mà sống với em thử thật không? Sợ nó quen, bởi vì á, là nó quen, nó quen cái đường cũ nè, nó đi bỏ em nữa. Em nói thiệt là cái vấn đề ở đây. Dạ thì mấy anh cứ giúp giùm em nè, tỷ nè, nhiều khi em nói thiệt em có số chân, em nói thiệt. Cái vấn đề mấy anh em ở đây là đến đến đây là hôm nay á, là chị Thanh cũng như là con gái của chị Thanh này cũng như nhờ mấy anh em đến để mà hỏi thăm anh vấn đề là xác minh cái vấn đề cái câu chuyện của anh mà khi mà lên kênh của mấy anh em đồng nghiệp trước á. Dạ. Cái câu chuyện đó đó thì có cái mà nó không đúng là thì hôm nay thì gặp anh trực tiếp để mà hỏi anh như vậy. Hỏi mấy chị, hỏi mấy cô bác đây. Đã khẳng định những cái vấn đề này thì để ngày mai đi rồi chị Thanh về rồi hai vợ chồng gặp nhau, còn cái vấn đề mà có chị Thanh có ở lại với anh hay không cái đó là quyết định của chị Thanh. Rồi dạ. Tụi em không có nói vô nói ra gì hết. Dạ. Còn cái vấn đề của mấy đứa con thì bé Hiền và bé chó con thì cũng mong muốn là mẹ quay về để ở với tụi con. Thôi rồi thôi bé, con có điều gì nói với mẹ đi, con nói với mẹ đi cho hai, con. Hai đứa lớn. Ừ, hai đứa nói với mẹ cái gì vậy đi. Sao không? Nói mẹ ơi, mẹ cũng vậy, mẹ cũng có heo tay nữa, mẹ ở con đi. Con nhớ mẹ lắm. Con có thương mẹ nhiều không? Có. Con thương cỡ nào? Thương mẹ chán luôn, tới mừng luôn. Ừ. Thương mẹ rồi con để đâu? Dạ. Con thương mẹ, con để mẹ đâu? Dạ, ôm mẹ luôn. Ôm mẹ, ôm mẹ. Thương mẹ con để mẹ trên đầu. Đó. Thì hôm nay thì mấy anh em cũng đến đây cũng như là chia sẻ về câu chuyện của anh Ngỗng đó cô chú anh chị. Thì ngày hôm qua thì bên phía chị Thanh là vợ của anh Ngỗng thì cũng có liên hệ với mấy anh em, thì cũng muốn là về cái phần của chị Thanh đó. Thì chị Thanh nói là anh Ngỗng thì có những cái câu chuyện là không đúng sự thật, là nói là tác động là anh Ngỗng này là thường xuyên là nhậu nhẹt rồi tác động chị Thanh để nhiều lần. Thì mấy anh em cũng đã đi xác minh ở hàng xóm, thì hàng xóm cũng nói là có tác động chứ không có. Nó có đến lúc mà chị Thanh là cũng sưng mặt mày hết trơn. Và hôm nay đến đây thì gặp trực tiếp anh Ngỗng, thì anh Ngỗng cũng khẳng định là từ trước tới giờ khi mà về chung sống với nhau thì anh Ngỗng không có tác động một lần nào hết. Mà bên cạnh đó là vẫn đi làm và chăm con. Rồi chị Thanh thì các con thì cũng đã chứng kiến cái vấn đề mà mẹ của mình thì cũng là ngoại tình. Đó. Rồi đến nay là chị Thanh cũng đã bỏ đi. Còn anh Ngỗng thì hiện nay thì cũng đi làm và chăm sóc cho một đứa con chung và hai đứa con riêng. Nói em đó. Đó. Cái lúc mà con thấy mẹ mà chằng nhận như nhộng với một nhân tình của mẹ con đó, lúc đó con có nói gì không? Con có la hay là này nọ không con? Có. Con nói làm sao? Nói là có hai chồng mới làm gì kìa, ta lo bệnh, ta là phỉnh cho anh, viếng cho anh luôn. Ai cho phỉnh? Ở giống nhà. Là người hàng xóm ta thấy hả? Dạ, con kêu ra đó. À, con kêu người ta lại. Dạ. À, rồi mẹ con có la con không? Dạ. Rồi. Sao bà nói vào việc nói ba mày là mẹ đánh con. Ừ. Con nghe là con thấy con kêu hàng xóm lại chụp hình quay phim mẹ là chằn chuồng luôn. À. Lúc đó là cái phòng trọ giống vậy hay là sao con? Ở nhà luôn. Ở nhà hả? Ở nhà cái là không có đóng cửa lại hay sao? Không. Rồi con có đôi lần nào con nhắn nhủ với mẹ con không? Con nhắn nói với mẹ con đi. Hả? Con nói mẹ với mẹ về với con. Về con mẹ cũng nhiều ta nữa rồi giờ với con hai đứa đi. Thôi giờ mấy chú cũng cảm ơn con ha.